Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền nhiều địa phương thì vẫn còn những địa phương buông lỏng quản lý, chưa kiên quyết giải tỏa. Nếu không vào cuộc xử lý dứt điểm, những vi phạm sẽ tạo ra tiền lệ xấu để các vi phạm mới tiếp tục phát sinh. Đây là công trình xây dựng vi phạm nghiêm trọng hành lang giao thông tại khu vực ngã ba quốc lộ 39 với đường 376 ở thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã bị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên lập biên bản đình chỉ thi công, yêu cầu trả lại nguyên hiện trạng ban đầu. Đồng thời có văn bản yêu cầu huyện Tiên Lữ cùng chính quyền xã Thiện Phiến vào cuộc xử lý. Điều đáng nói, sau khi lập biên bản đình chỉ thi công, chủ công trình vẫn tiếp tục xây dựng, coi thường quy định của pháp luật, gây bất bình trong nhân dân. Đây thì xây dựng quá to, che giấu hành lang giao thông, cho nên tôi thấy như thế này là quá thách thức với lại cái pháp luật của nhà nước. Tôi thấy công trình này vi phạm mà đã được các cấp chính quyền đã đình chỉ mà sao công trình vẫn ngang nhiên thi công, quả tình coi thường pháp luật quá. Theo các biên bản làm việc với ngành chức năng, ông Đào Xuân Chính, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Phiến, là người đại diện xây dựng công trình đều có cam kết xây dựng trên nền mộ cũ, không mở rộng. Tuy nhiên, thực tế diện tích xây mới lại rộng hơn gấp nhiều lần so với diện tích cũ. Sự việc gây bất bình cho người dân địa phương và cả chính người trong dòng họ. Không nên xây như to quá. Mà mình là cái người dân Việt Nam là phải tuân thủ của cái luật của đất Việt Nam. Chứ không thể làm mà bành trướng quá như thế ta cũng không nên. Trước thì xây cái bé nhưng bây giờ mở to lớn quá. Chúng tôi là con cháu họ Đào thật nhưng mà thấy cảm thấy nó có sai hoàn toàn. Làm việc với nhóm phóng viên, nhiều người dân ở xã Thiện Phiến đã cung cấp hồ sơ. Vị trí mộ cũ được xây dựng vào năm 2002 có diện tích 36 m², nằm trên ruộng canh tác cũ của gia đình ông Nguyễn Văn Bảo ở thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến. Trước khi xây dựng, khu ruộng không có nấm mộ, được gia đình ông Bảo canh tác bình thường. Trong khi diện tích móng mộ mới sau khi cải tạo rộng gần 200 m², ngay sát mép đường giao thông. Ruộng bằng phẳng hết, tôi vẫn là cấy này, trồng khoai này, trồng đỗ lạc này, bằng phẳng hết, không có một nấm mộ nào cả. Trên hồ sơ từ năm 1931 cho đến năm 1981 là đo đạc thì cũng không thể hiện. Bởi vì như vậy nó là một cái phần đất như vậy là nó đất canh tác mà, không có lấm gì cả, không có mộ gì cả. Đảng ta đã xác định xử lý cán bộ sai phạm, không có vùng cấm, đồng thời đề cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Qua sự việc này, đề nghị chính quyền các cấp của huyện Tiên Lữ vào cuộc xử lý nghiêm sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đây cũng là bài học cho nhiều địa phương trong quản lý đất đai và xử lý công trình vi phạm, nhất là vi phạm hành lang giao thông.